Kinh Hoa nghiêm Đại phương quảng Phật quyển bốn mươi bốn phẩm thập nhẫn thứ hai mươi chín. Bấy giờ Bồ Tát phổ hiền bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử Đại Bồ Tát có mười thứ nhẫn, nếu đắc được nhẫn này, thì sẽ đắc được bậc vô ngại nhẫn của tất cả Bồ Tát, tất cả Phật pháp vô ngại vô tận. Những gì là mười? Đó là âm thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn như huyễn nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như vang nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. Đó là 10 thứ nhẫn ba đời chư Phật. Đã nói, đang nói và sẽ nói, Phật tử thế nào là âm thanh nhẫn của Đại Bồ Tát? đó là nghe Pháp của chư Phật nói chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, tin sâu, ngộ hiểu, ưa thích, hướng đến, chuyên tâm, nghĩ nhớ, tu tập, an trụ, đó gọi là âm thanh nhẫn thứ nhất của Đại Bồ Tát. Phật tử, thế nào là thuận nhẫn của Đại Bồ Tát? Đó là đối với các Pháp, tư duy, quan sát, bình đẳng, không trái, tùy thuận, biết rõ, khiến cho tâm thanh tịnh, tránh trụ, tu tập, hướng nhập, thành tựu. Đó gọi là thuận nhẫn thứ hai của Đại Bồ Tát. Phật tử, thế nào là vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này, chẳng thấy có chút pháp sanh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Tại sao? Vì nếu không sanh thì không diệt, nếu không diệt thì không cùng tận. Nếu không cùng tận thì lìa cấu bẩn, nếu lìa cấu bẩn thì không có sự sai biệt. Nếu không có sự sai biệt thì không xứ sở, nếu không xứ sở thì tịch tĩnh. Nếu tịch tĩnh thì lìa dục, nếu lìa dục thì không tạo tác, nếu không tạo tác thì không có nguyện, nếu không có nguyện thì không chỗ trụ, nếu không chỗ trụ thì không đến không đi, đó gọi là vô sanh pháp nhẫn thứ ba của Đại Bồ Tát phật tử thế nào là như nguyễn nhẫn của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này biết tất cả pháp thảy đều như nguyễn do nhân duyên khởi ở trong một pháp hiểu nhiều pháp ở trong nhiều pháp hiểu một pháp bồ tát này biết các pháp như nguyễn rồi thấu đạt cõi nước thấu đạt chúng sinh thấu đạt pháp giới thấu đạt thế gian bình đẳng thấu đạt phật xuất hiện bình đẳng thấu đạt ba đời bình đẳng thành tựu đủ thứ thần thông biến hóa ví như viễn chẳng phải voi chẳng phải ngựa chẳng phải xe chẳng phải đi bộ chẳng phải nam chẳng phải nữ chẳng phải đồng nam chẳng phải đồng nữ chẳng phải cây chẳng phải lá chẳng phải hoa chẳng phải quả chẳng phải đất chẳng phải nước chẳng phải lửa chẳng phải gió chẳng phải ban ngày chẳng phải ban đêm chẳng phải ngày chẳng phải tháng chẳng phải nửa tháng chẳng phải một tháng chẳng phải một năm chẳng phải trăm năm chẳng phải một kiếp chẳng phải nhiều kiếp chẳng phải định chẳng phải loạn Chẳng thuần, chẳng tạp, chẳng một, chẳng khác, chẳng rộng, chẳng hẹp, chẳng nhiều, chẳng ít, chẳng lượng, chẳng vô lượng, chẳng thô, chẳng tế, chẳng phải tất cả đủ thứ các vật đó, đủ thứ, chẳng phải huyễn, huyễn chẳng phải đủ thứ, vì do huyễn mà thị hiện đủ thứ sự việc khác biệt.